you. We all know what we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, for you and for me. Freedom. Quý vị khán thính giả của đài chương trình Tiếng Nước Tôi, TNT Media. Trong chương trình hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2019, tôi và nhà báo Nguyễn Bình sẽ tiếp tục đến với quý vị khán thính giả. Thì trước tiên, xin mời nhà báo Nguyễn Bình chào quý khán thính giả. Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của đài Tiếng Nước Tôi, TNT Media. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Đài. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Rất vui được tham gia chương trình như thường lệ. Xin cảm ơn. Vâng, trong câu chuyện tuần này á, thì tôi và nhà báo Nguyễn Bình sẽ cùng với quý vị khán giả trao đổi về hai chủ đề chính. Một chủ đề ở trong nước và một chủ đề ở bên ngoài nhưng mà liên quan đến Việt Nam. Chủ đề ở trong nước thì chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện về cái chết của cháu bé Lê Hoàng Long tại trường Gateway cách đấy ít tuần. Nhưng câu chuyện này vẫn đang tiếp tục rất là nóng bỏng ở trong nước. Và câu chuyện chủ đề thứ hai ấy, đó là cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã xảy ra gần 3 tháng rồi. Nhưng mà cuộc biểu tình này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam thì chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với quý vị. Thì trước tiên thì tôi sẽ đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Bình về trường hợp của cháu Lê Hoàng Long. Câu hỏi thứ nhất ấy, thì cháu Lê Hoàng Long đã chết ở trường Gateway và những diễn biến xảy ra trong những ngày gần đây. Thì xin mời nhà báo Nguyễn Bình tường thuật lại cho quý vị, cập nhật cái tình hình cho quý vị khán giả được biết ạ. Vâng, thưa quý khán thính giả, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, tình hình cháu bé Lê Hoàng Long chết đã được mấy tuần. Thì sự việc này thì thực ra là nó nghiêm trọng ở cái chỗ tính chất của cái sự việc, tức là người ta muốn che giấu cái sự việc cho nên là nó nghiêm trọng và càng thu hút cái sự quan tâm của dư luận cũng như là cộng đồng mạng. Cho nên nếu như mà bình thường mà một cái cháu bé mà nó chả may nó xảy ra tai nạn thì đối với gia đình thì đó là một điều rất là thương xót, nhưng cuộc sống thì chúng ta biết là nó vẫn có những cái tai nạn mà không ai mong muốn. Đấy, và nếu mà ở những cái môi trường khác thì cái việc xử lý nó rất là đơn giản. Đấy, người ta sẽ tìm ra những cái sự thật và người ta truy cứu những cái trách nhiệm. Vì đây nếu là những cái trách nhiệm theo cái suy luận khách quan của tôi thì nó cũng không phải là có âm mưu mục đích gì mà dẫn đến cái chết của cháu bé, mà nó chỉ là cái vô ý vô tình và hoặc là thiếu hiểu biết gì đó. Đấy, chứ nó cũng không có gì là nghiêm trọng. Nhưng mà cái sự việc nó bị đẩy đi quá xa và nó có những cái oẩn khúc mà làm cho cái sự quan tâm của dư luận cũng như là cộng đồng mạng nó càng ngày càng sôi sục. Thì thưa quý khán thính giả cũng như là thư ký Văn Đài, trong cái thời gian gần đây ấy, nó có mấy những cái diễn biến xảy ra đối với cái vụ việc cháu Lê Hoàng Long như sau. Thứ nhất là cái tin đồn về cái chết của lái xe phiến. Đấy, là có một số cái Facebooker người ta đang tin là lái xe phiến đã bị chết. Đấy, thế thì không có một cái nguồn kiểm chứng nào nó xác thực. Đấy, thì họ đưa ra những cái ảnh nhưng mà người ta phát hiện ra là không phải của ảnh của lái xe phiến mà là của ông anh trai, ví dụ thế. Thế thì đến gia đình thì cũng không thấy ông ấy đâu, không có ai chứng minh được là cái sự tồn tại của ông ấy là có mặt mà nó đáng tin. Thế thì tạo ra một cái dư luận rất là mơ hồ và rất là khả nghi. Đấy, là có thể là bị giết người diệt khẩu. Nhưng mà gần đây thì hôm qua hôm nay thì trong cái dựng lại hiện trường của công an thì đã nhìn thấy cái ảnh có ông lái xe phiến. Đấy, thì cái ảnh người ta chụp từ ngoài vào rồi ngồi với một ông công an thì ông này đang lái xe. Đấy, thì người ta hết về cái nghi ngờ về cái chết mà người ta cứ nghĩ là ông này là bị diệt khẩu, chứ người diệt khẩu. Nhưng mà nó cũng có một cái điểm, tức là ông không hề xuất hiện, không ai biết ông ở đâu cả. Tự nhiên là cái hôm qua hôm nay là dừng lại hiện trường thì thấy ông xuất hiện thì nhiều khả năng. Đấy, là suy đoán được nhiều khả năng là ông này đã bị cách ly. Đấy, để không cho tiếp xúc với báo chí cũng như luật sư hay là cái gì cả. Đấy, thì đấy là cái diễn biến thứ nhất. Cái diễn biến thứ hai tức là cái bà Nguyễn Bích Quy là cái bà mà đi cùng ông lái xe phiến này
để đưa đón trẻ con ấy, đưa đón các cháu học sinh. Thì bà này là có bắt đầu là thuê luật sư và có một cái đơn tường trình đấy, và đưa cho luật sư và để gửi các cơ quan công an với kiểm soát các thứ đấy, với báo chí. Thì trong cái đơn đó thì bà ấy khẳng định là khi bà ấy đưa đón thì bà ấy giao đủ 13 học sinh cho nhà trường rồi đấy, và bà ấy biết là tôi nếu sai thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đấy là cái chú ý là bà ấy thuê luật sư, và cái thứ hai là trong đơn bà ấy nói là bà ấy đã giao đủ, khi các cháu đến là bà ấy đã giao đủ là 13 học sinh rồi chứ không có thiếu ai cả đấy. Thế thì cái diễn biến tiếp theo là bà Nguyễn Bích Quy là bị khởi tố bắt tạm giam đấy. Thế cái chuyện mà bắt tạm giam bà này thì mọi người là rất là sụp sôi đấy, bởi vì nó có hai việc mà người ta sụp sôi. Cái thứ nhất là trong cái trường hợp là nếu có liên quan đến cái chết của bà, của trẻ con, của cái cháu bé Lê Hoàng Long này, thì bà này cũng là dạng vô ý. Nếu đây là đặt giả sử mà cháu chết trong xe là người ta nói là vô ý làm chết người, tức là không phải cái tội danh cấu thành cái tội danh mà nguy hiểm cần phải có những biện pháp ngăn chặn như là bắt tạm giam đấy. Thế thì người ta đấy là người ta đặt cái trường hợp là có liên quan tới cái chết nó như vậy, nhưng mà người ta lại nghiêng về cái khả năng là bà này không liên quan nhưng mà bị bắt để ép cung hoặc là để làm cái việc gì đó đấy. Cho nên là cộng đồng mạng sụp sôi là cái ý nghĩa nó là như vậy đấy. Và cái diễn biến nữa tức là trong hôm qua hôm nay thì là công an đã tiến hành là dựng cái hiện trường, tức là đưa lái xe đưa đón toàn bộ cái tuyến đường như thế đấy, để diễn ra để diễn tả lại đấy. Thì tức là cái việc này nó cho thấy là cái hướng điều tra cũng như công an muốn nhắm vào cái vấn đề là đưa đón cháu bé mà dẫn đến cái chết đấy, tức là muốn hướng đến cái việc tức là cháu bé này là chết trên xe ô tô do bị bỏ quên đấy. Thế thì đấy là mấy cái diễn biến mà tiếp theo, và nó rất tạo ra một cái sự sôi sục ở trong cộng đồng mạng đấy, bởi vì người ta thấy nó có nhiều những cái điều bất thường đấy, và cho nên là đấy tôi xin trình bày là những cái diễn biến tiếp theo của vụ việc. Vâng. Cảm ơn anh Vũ Bình. Thì thông thường trước đây á, khi mà chúng ta chưa có Facebook và các mạng xã hội á, thì những vụ việc này thường sau khi xảy ra chỉ được báo chí của nhà nước cộng sản đưa tin á, thì nó sẽ nhanh chóng bị trừng phường bởi vì không có ai tiếp tục đưa tin. Nhưng mà ngày nay với mạng xã hội á, thì rõ ràng á, những cái thông tin từ nhiều phía được đưa lên mạng xã hội một cách cập nhật thậm chí là từng giây từng phút, cho nên nó tạo ra một cái áp lực rất là mạnh đối với nhà cầm quyền hay là cơ quan cảnh sát điều tra. Vậy là xin nhà báo Nguyễn Bình hãy tổng hợp lại cho quý khán giả được biết là cái dư luận của cộng đồng mạng phản ứng như thế nào với các diễn biến vừa xảy ra. Vâng, thì cộng đồng mạng rất là sụp sôi bởi vì thấy nhiều cái nó không bình thường đấy, bởi vì cái việc mà bà Bích Quy này đến cái cơ quan điều tra nó cũng đã có xảy ra những cái lùm xùm giữa luật sư với cả cơ quan điều tra đấy, rồi những cái chuyện mà trao đi đổi lại đấy. Nhưng mà cái quan trọng là cái hôm mà cái đêm mấy hôm thì là khởi tố bà Nguyễn Bích Quy này đấy, và khởi tố thì không có mặt của luật sư, và luật sư đến thì không kịp đấy, và cuối cùng là người ta bắt đưa đi đấy, tạm giam đấy. Thế thì cái việc mà khởi tố nó xảy ra nó rất là nhanh và nó bất thường đấy. Rồi những cái việc như là đối với ông lái xe này cũng không có một cái thông tin gì đấy, mà cũng chưa thấy khởi tố gì về ông lái xe này đấy. Cho nên là cái mà người ta rất là quan tâm là liệu có một cái sự bao che, liệu có một cái sự cố tình là làm chệch hướng, làm sai hướng điều tra cũng như là cái kết luận điều tra của cái quá trình mà công an làm việc hay không đấy. Bởi vì cái trường này nó là một cái trường mà rất là có thế lực đấy, như chúng ta đã biết là con gái của thủ tướng, là con gái của tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát đấy, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, thủ trưởng cơ quan điều tra cảnh sát điều tra đấy. Nó có những cái mà
mà người ta rất là nghi ngờ. Bởi vì thêm một cái nữa, tức là một cái việc mà cháu bé nó xảy ra cái việc đó, mà nếu mà theo cái thông thường, logic thông thường cũng như cái trình độ của công an bây giờ thì điều tra rất là nhanh. Đấy, ví dụ như là người ta có thể xem cái mổ tử thi, hoặc là người ta xem xét khám nghiệm các thứ, thì nó ra nguyên nhân cái chết của cháu bé rất là dễ. Đấy, nếu mà đến bây giờ mà không cho một cái thông tin nào về cái nguyên nhân cháu bé chết mà cứ đi theo những cái hướng mà người ta rất là nghi ngờ, nó sẽ xảy ra, nó sẽ chệch hướng điều tra cũng như là kết luận nó không trung thực và không khách quan. Đấy là dư luận rất là quan tâm như thế. Đấy, rất là quan tâm và từng ly từng tí từng bước một. Đấy, đối với cái việc điều tra của công an cũng như là cái kết luận của công an trong cái vụ việc này. Vâng, thì tất cả chúng ta đã từng sống trong chế độ cộng sản, ai cũng hiểu là đối với nhà cộng sản thì cơ quan đảng của họ bao giờ cấp ngang cấp hoặc là cấp trên bao giờ có quyền can thiệp vào tất cả các công việc của ngành tư pháp, như là điều tra, viện kiểm sát hay là tòa án. Thì một cái vụ việc bình thường, nếu như để cho một cơ quan độc lập họ điều tra một cách công tâm bằng đúng nghiệp vụ chuyên môn của họ, thì chắc chắn là vụ việc sẽ được nhanh chóng được đưa ra ánh sáng và mọi người rất là tin tưởng vào những kết quả điều tra đó. Nhưng mà trong chế độ cộng sản thì cái điều này hoàn toàn không thể xảy ra được. Thế thì vậy thì theo quan điểm của anh ấy, có những cái điều gì bất thường trong tận vụ việc và cách thức xử lý vụ án này của cơ quan công an cộng sản này? Vâng, cái bất bình thường đầu tiên là cũng được cộng đồng mạng quan tâm cũng như là chia sẻ thông tin, đó là ngay trong cái ngày mà cháu Lê Hoàng Long này chết đó, thì là hai cái cổ đông là Nguyễn Thị Xuân Trang và Lê Hồng Hạnh gì đó, Trần Hồng Hạnh đấy, tức là con gái của thủ tướng và con gái của tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát là ông Trần Văn Vệ đấy, là rút cái cổ phần 14% mỗi người đấy, khoảng độ 14-15% gì đó, là ra khỏi cái trường đó. Đấy là cái bất thường đầu tiên đấy mà ai cũng quan tâm đấy. Trước đó không rút, sau đó không rút, mà rút đúng vào cái ngày mà cháu bé chết đấy. Cái bất thường thứ hai là cái hướng mà, tức là cái tội danh, mà cái định hướng tội danh cũng như là cái hướng điều tra là cháu bé vô tình chết trên xe đấy, thì nó có mấy cái biểu hiện là nó rất là bất thường, là cháu bé khi đi học là mặc cái áo đỏ sẵn của trường. Thế đến lúc mà ở trên camera cũng như là sau này chết ấy, thì lại cháu lại mặc áo trắng. Đấy, cháu lại mặc áo trắng. Và có những cái kết luận về khám nghiệm tử thi là trên đầu cháu có những cái vết thương nhỏ 2-3 cm gì đó. Đấy. Và đấy là cái thứ hai. Đấy, cái thứ ba nữa là cái ô tô mà người ta nói là khi mà đến khi mà đi đón các cháu nhỏ này đi học thì cái rèm đó nó được cuốn lên, tức là người bên ngoài có thể nhìn vào ô tô được. Đấy, nhưng mà khi vào buổi chiều á thì không biết là làm sao mà lại cái rèm lại hạ hết xuống. Đấy, khi mà hô là cháu bé coi như vậy là bỏ quên, xong rồi bê vào thì cái rèm ô tô lại bị phục bỏ xuống và không biết là ai làm. Đấy. Thì rồi cái việc bất thường nữa là đấy, bà Nguyễn Bích Quy là cái người mà đưa trẻ nhỏ đấy, là bà ấy thuê luật sư, là bà ấy khẳng định là khi bà ấy đưa nhận các cháu mà giao cho nhà trường đã đủ 13 cháu đấy, mà cũng không xem xét cái chi tiết đó. Và một cái nữa, tức là gần đây người ta mới lộ ra là có một cái cuộc điện thoại vào lúc khoảng 4 giờ là nhà trường có hỏi gia đình cháu Lê Hoàng Long là cháu có bị bệnh tiền sử gì không. Đấy, thế thì sau đó là 4:15 là anh thông báo là cháu bị cấp cứu rồi chết. Đấy, tức là trước khi cháu chết thì nhà trường có hỏi như vậy. Và một cái nữa, tức là nếu như theo cái hướng mà cháu bé bị bỏ quên trên xe mà chết do ngạt cái thứ đó, thì tại sao nhà trường mà không nhận được cái khi mà không có cháu thì không hỏi về gia đình, đấy, không đi tìm cháu. Đấy, là nó có rất nhiều cái bất thường đấy, nó xảy ra đấy. Và bây giờ là
là có một số những cái thông tin cũng như một cái dự đoán, là người ta dự đoán là không biết cái thông tin thì không ai khẳng định được nó ở đâu ra mà nó chính xác đến mức độ nào. Nhưng người ta nói là như thế này, người ta nói là cháu bé là đánh nhau với bạn, thế nên bị ngã vào bàn gì đó, bị thương đấy, bị thương ở đầu thì chảy máu. Thế thì cái việc mà xử lý cái chảy máu này, nếu như có nghiệp vụ cũng như là nếu như mà cẩn thận thì nó rất đơn giản thôi đấy. Nhưng mà hình như là thấy bảo là chờ khi tiêm cái cầm máu hay cái gì đó thì cháu bị sốc phản vệ đấy, tức là cháu này nó không hợp với cái loại thuốc đó đấy, mà không thử, đáng là phải thử phản ứng trước đấy, thì không thử thì bắt đầu là tiêm vào thì nó bị sốc đấy, là có cái nguồn tin như thế đấy, cho nên là nó mới có cái kết luận là có những cái dịch ở dạ dày như này, ở phổi như này, ở phế quản ấy, là nó có những cái tổn thương đấy. Thì người ta bảo là nếu mà bình thường chiếc hạt thì lại không bị tổn thương như vậy đấy, và nhiều khả năng là bị sốc phản vệ đấy, tức là cháu bé này nó bị nó không hợp với một cái loại thuốc mà người ta tiêm vào đấy, cho nên là đấy là một nguồn tin mà không biết nguồn gốc ở đâu, mà không biết độ chính xác nó như thế nào đấy, nhưng mà người ta đặt làm cái giả thuyết như thế đấy, thì người ta nói nó rất hợp với lại những kết luận về cái dịch dạ dày của cháu, rồi cái phế quản, rồi cái phổi đấy, các thứ đấy, thì chúng ta cũng chỉ biết là như thế, là có những cái thông tin để tham khảo như vậy thôi. Vâng, thì xin anh Vũ Bình một câu hỏi cuối như này. Mặc dù thế lực của trường Gateway thì rất là mạnh, nhưng mà cái sự quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng thì cũng tạo ra một sức ép rất là lớn, thì gần như là hai thế lực đang đối đầu với nhau trong cái vụ án của cháu Lê Hoàng Long này. Thì theo anh là một nhà báo ở trong nước ấy, thì anh có dự đoán gì về kết quả điều tra cũng như việc xét xử vụ án này, liệu có đảm bảo tính khách quan, trung thực, đúng người đúng tội không anh? Vâng, về cái dự đoán về cái vụ việc này là cũng rất là khó đấy, nhưng mà chúng ta có một cái vụ việc nó tính chất nó không như thế này, nhưng nó cũng là đối đầu giữa dư luận và cộng đồng mạng với lại cái cơ quan công quyền đấy, và cuối cùng nó cho ra một cái kết quả là cái vụ mà Nguyễn Hữu Linh ấu dâm cháu bé đấy, thì cái tính chất vụ việc nó không giống cái tính chất vụ việc này, nhưng nó cũng giống ở cái chỗ tức là đối đầu giữa dư luận và cộng đồng mạng với lại cơ quan công quyền muốn bao che, thì nó ra một cái kết quả là Nguyễn Hữu Linh vẫn bị bắt và coi như vậy là vẫn bị truy tố cũng như là bị kết án tù 18 tháng đấy, mặc dù là anh này theo như cái dư luận cộng đồng mạng thì tốn khá nhiều tiền đấy cho cái gia đình nạn nhân rồi cho những nọ kia như mình biết, nhưng mà đấy, thế thì dựa vào cái bản án và cái sự vụ việc của Nguyễn Hữu Linh thì chúng ta có hy vọng thôi là cái vụ việc này theo tôi nghĩ có thể nó kéo dài thêm, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ là sự thật à, nó sẽ là cái sự thật, có thể là đến cái chết của cháu bé là thật, nhưng còn trách nhiệm của từng bộ phận từng vấn đề đấy thì nó sẽ không đến tận cùng của sự thật đấy, ví dụ như là trách nhiệm của hiệu trưởng, ví dụ như là trách nhiệm của hội đồng quản trị đấy, rồi trách nhiệm của những cái cơ quan mà làm sai lạc cái hồ sơ rồi những cái hướng điều tra như thế thì chắc chắn sẽ không đồng ý được, nhưng mà sẽ có những người sẽ phải chịu trách nhiệm đấy, ví dụ bộ phận y tế rồi giáo viên cái lớp học ví dụ thế đấy. Theo cái suy nghĩ của tôi là hy vọng là nó sẽ xảy ra theo cái hướng đó, không được hết tất tật tật các cái sự thật cũng như là không đúng được hết người, đúng hết được tội, nhưng ít nhất là có lẽ cái sự thật về cái chết của cháu bé là có thể là cuối cùng cũng phải làm rõ được đấy, vì cái này tức là anh không thể lấy bàn tay che mặt trời được đấy, anh không thể nói là người ta chết ngạt mà trên đầu lại có cái vết thương, anh không thể nói là cháu bé là trước khi chết nó tự thay cái áo đỏ bằng áo trắng được, tức là nó là những cái chuyện dựng ngược như đấy, thì không, hiện nay mặc dù là xã hội nó hỗn loạn, mặc dù là đảng cộng sản rồi các cái nhóm lợi ích nó bọn bàn tay nó che mặt trời, nhưng mà nó không dám quá cái mức độ đối với cộng đồng dư luận, nó mạng cộng đồng dư luận và cộng đồng mạng nó không dám quá làm quá đến mức độ như thế. Thế thì cho nên là tôi dự đoán là tối thiểu là cái sự thật về cái chết của cháu bé có thể sẽ được làm rõ đấy, và nhưng còn cái trách nhiệm của từng người rồi
đúng người đúng tội mà đúng quy trình quy định thì chắc là mình sẽ không không hy vọng là sẽ được hết đấy, chỉ được phần nào thôi đấy, và cái suy nghĩ của tôi là như vậy. Chứ còn bây giờ cũng cũng không nói thêm được cái điều gì, vì nó vẫn đang trong cái quá trình điều tra. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Bình, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi phần 1 buổi nói chuyện cùng tôi về chủ đề cái chết của cháu Lê Hoàng Long. Trước khi sang phần 2 của câu chuyện về cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông thì xin mời quý vị và các bạn theo dõi một chút quảng cáo thương mại. Nhà thuốc Hoa Đà có một chiều dài lịch sử gồm 4 thế hệ điều hành của gia tộc họ Đào theo hình thức cha truyền con nối trong nghề đông y nổi tiếng tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Hoa Đà đã được thành lập và phát triển trên 20 năm qua tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, với những sản phẩm dược thảo được chọn lọc từ nguyên liệu thượng hạng và ứng dụng công thức đông y vào bậc nhất. Nhờ đó, các sản phẩm dược thảo của chúng tôi đã được hàng trăm ngàn quý đồng hương bệnh nhân trên toàn Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Việt Nam tin tưởng sử dụng. Và đặc biệt, hiện tại những bệnh nhân của nhà thuốc Hoa Đà không còn gói gọn trong cộng đồng Việt Nam hay Á Châu nữa, mà nó đã lan rộng trong cộng đồng người Mỹ da trắng lẫn da màu như Africa, Mexico, v.v. Chúng tôi có những sản phẩm đặc trị chuyên giúp cho các bệnh như tiểu liên miên, đau thần kinh tọa, thoái hóa đốt sống thắt lưng và cổ, đau khớp mãn tính, thận suy, đau dạ dày, yếu sinh lý cho nam giới, sa trệ tử cung và u nang u sơ tử cung ở phụ nữ, v.v. Ngoài ra, chúng tôi còn điều trị bằng châm cứu, giác hơi, dây ấn huyệt đạo bằng xung điện rất có hiệu quả. Hãy bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và cho người thân. Hãy chọn lấy những sản phẩm dược thảo do nhà thuốc Hoa Đà bào chế. Bạn sẽ cảm nhận được những tác dụng tức thì và kết quả một cách mỹ mãn cho những vấn đề sức khỏe của bản thân. Tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi qua email nhathuocquadra@gmail.com hoặc gọi số điện thoại 281-495-0268 để được các đông y sĩ của nhà thuốc tư vấn cụ thể hơn. We all know what we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, for you and for me.